Thời Nam Tống có hai vị hòa thượng nổi tiếng, thứ nhất là Tăng Điên Tế Công, thứ hai là Phong Tăng, Phong Ba Hòa Thượng. Hai vị hòa thượng điên điên khùng khùng sau này đều trở thành La Hán, được dân gian cung phụng kính ngưỡng. Chuyện về Phong Ba Hòa Thượng ít được kể đến hơn, nhưng cũng ly kỳ không kém Tế Công. Ông là người gan dạ sáng suốt, rất nổi tiếng với sự tích Phong Tăng Tảo Tần. Điển cố Phong Tăng Tảo Tần: hòa thượng điên quét gian thần tầng cuối. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Tương truyền thời bấy giờ, anh hùng chống quân Kim Nhạc Phi bị gian thần Tần Cối hãm hại, bị đặt tội danh Mạc Tư Hữu để giam Nhạc Phi vào đại lao. Sau đó, Tần Cối không biết làm thế nào với Nhạc Phi, nên dẫn theo người vợ Phương Thị đến chùa Linh Ẩn cầu xin quẻ. Tần Cối sau khi đốt hương xong, thấy thời gian còn sớm, hai vợ chồng dắt nhau đi dạo một vòng quanh miếu. Khi tới gian bếp của nhà chùa, một mùi thơm phức bay tới. Nhìn vào trong, thấy một vị hòa thượng, một tay cầm giò chó, một tay cầm ly rượu lâu năm, miệng nhai ngồm ngoàng, vừa ăn vừa chép miệng. Thịt này tuy là thịt chó vàng thơm phức, nhưng dù sao vẫn là chó cái. Tần Cối nghĩ bụng tức giận: thịt chó vàng tức hoàng cấu nhục, không phải là ám chỉ vợ hắn hay sao? Vương Thị bấy giờ cũng lên tiếng: Phật môn là nơi thanh tịnh, cấm sát sinh, hòa thượng này tại sao lại ăn thịt chó? Hòa thượng điên trả lời: người đàn bà này sao lại không hiểu vậy? Thần nông Liệt Sơn Thị ăn thịt chó đông lạnh, đã sớm có quy củ này rồi, huống chi ta ăn là thịt chó dữ. Chó vàng này tâm địa độc ác, người tốt bị nó cắn chết không ít, mọi người ước gì đem chém nó thành thịt vụn. Ta chỉ ăn chân nó, coi như lợi cho nó rồi. Vương Thị bị nói đến đỏ mặt tí tay, vội vàng cùng Tần Cối giận dữ bỏ về. Lật tẩy ngư đồ. Đang định lên kiệu, Tần Cối nhìn thấy trên đường dán một tờ giấy vàng, trên đó viết một bài thơ: phục hổ dễ dàng, thả hổ khó, con người ở phía đông liên tục mưu đồ bí mật, người đàn bà lấm mồm kia thật đáng trách, trái tim lão tăng quặn thắt đau thương. Tần Cối cùng Vương Thị đọc xong thì ngây người. Người nọ nhìn người kia mất bình tĩnh: loạn rồi, loạn rồi, cái này không biết còn đến đâu. Đúng lúc này, hòa thượng trụ trì của ngôi chùa đi tới. Tần Cối quát hỏi: thơ này do ai viết, mau tìm hắn. Chỉ một lát, sư trụ trì dẫn tới một hòa thượng. Người này một tay cầm côn bổng, một tay vác chổi tre, đi cà nhắc mà qua. Hai vợ chồng Tần Cối kinh ngạc: đây không phải là hòa thượng ăn thịt chó ban nãy hay sao? Tần Cối hét lớn: ta còn tưởng ai viết, hóa ra là một hòa thượng đầu bù tóc rối. Hòa thượng điên trả lời: còn ta tưởng là ai đang kêu to sống lớn, thì ra là cái loại chuyên ăn cây táo rào cây sung. Tần Cối lại nhìn chầm chầm vào bộ áo cà sa rách trên người hòa thượng điên, mắng: nhìn ngươi quần áo rách nát như vậy tới gặp ta, còn ra thể thống gì? Lẽ nào làm hòa thượng thì một chút lễ độ cũng không cần? Hòa thượng điên cười khẩy một cái rồi nói: vị đại nhân này cơm ngon áo đẹp, trí thư đạt lễ, sao lại nói ra những lời như vậy? Ngươi không được chỉ trọng quần áo mà không trọng phẩm chất. Đừng nhìn ta ngoại hình xấu xí, có thể nội tâm ta quang minh chính đại, không như có người đội mũ quan mặc áo quan, thoạt nhìn thì đẹp, nhưng trong lòng lại xảo quyệt độc ác, làm chuyện trái lương tâm. Tần Cối bị nói cho cứng họng. Lúc này Phương Thị phát hiện hòa thượng điên cầm trong tay một cái chày hình cây gậy, tưởng là cái ống thổi lửa, bèn nghiêm mặt thét: ngươi đừng giả điên giả khùng nữa, làm sao mà ống thổi lửa lại không có đường thông? Hòa thượng điên thấy Phương Thị muốn lợi dụng sơ hở bắt bẻ mình, hừm một tiếng rồi trả lời: ống thổi lửa này của ta không thể có đường thông, có đường thông thì sẽ thông đồng với ngoại tộc. Một lời của hòa thượng điên như thanh kiếm sắc đâm trúng tim đen vợ chồng Tần Cối. Hắn điên tiết quát lớn: nhìn cái chổi của ngươi còn mới tinh,
ngươi không phải là một hòa thượng làm biếng thì là cái gì? Hòa thượng điên cũng lớn tiếng lại: ta đây giữ cây chổi sắt cũng không phải dùng để quét rác, mà là muốn quét sạch tất cả quân bán nước trong thiên hạ. Nói đoạn, lão hòa thượng giả ngây giả dại vung chổi hướng về vợ chồng Tần Cối mà quét tới. Vương thị sợ hãi kêu cứu mạng, Tần Cối tránh được nên mới không bị quét trúng. Sau đó hắn ta nhanh tay kéo thắt lưng của hòa thượng điên. Nào ngờ khi dây lưng vừa kéo ra, lập tức hóa thành một con rắn lớn lao thẳng tới Tần Cối. Vợ chồng Tần Cối sợ đến hồn lìa khỏi xác, ngất ngây tại chỗ. Đến khi tỉnh lại, hòa thượng điên sớm đã đi đâu mất rồi. Sau cố sự Phong Tăng Tảo Tần, dân gian càng thêm kính mến tướng quân Nhạc Phi và hả lòng trước sự trừng phạt đối với kẻ gian thần. Họ đã tạc tượng hai vị kỳ tăng thời Nam Tống, một điên một phong, và đặt vào bên trong đại điện tại nhiều chùa chiền trên khắp cả nước Trung Quốc. Bên trong bảo điện Đại Hùng ở núi Cửu Hoa có hai bức tượng nhỏ, một là hòa thượng Thế Công tạo hình như tiên nhân và một là hòa thượng Phong Ba. Dưới sườn trái có một cây chổi, tay phẩy phất trần, một lòng muốn quét sạch gian tặc Tần Cối. Chỉ cần là nơi người dân quay quần tụ tập, cho dù sàn nhà có sạch sẽ bao nhiêu thì ông vẫn khua chổi rơm quét đất, nói là Tảo Tần. Đó cũng là để nhắc nhở thế nhân không được quên mất phải cùng nhau trừ bỏ gian tặc.